Con vua thứ hai ông Triệu là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình. Diều quang minh chiếu thờ phương Nga tích tăng cúng giàng kim phục hoàng thân cần Phật Thánh Chúa Tiên Trung Ương. Ca lăng tân gia âm từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đình lệ song nhan thập cờ diều quang minh và chư thiên đường. Ca lăng tân gia âm từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đình lệ song nhan thập cờ diệu quang minh và chư thiên tôn.
vâng tiên. Xin quỳ tông chuông chén nỉ huy phong chữ đề chạc chạc nghi huyết linh ông triệu giáng phúc nghi muôn dân đều an cát khánh sử còn chép đời hậu lê thái tổ nghi Phò Chúa an dân sinh ra hoàng triều nghi trung thần đại thơ phụ nghi đại nhuận đấng sung thần giữ đạo khương ngang.